Xin chào cả nhà, hôm nay thì mình sẽ đi ra vườn làm đất và trồng rau su hào và súp lơ cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ làm đất tơi xốp lên, sau đó là mình sẽ trộn với cả phân gà và phân chuồng ủ hoai. Thì bây giờ xin mời cả nhà cùng theo dõi mình trồng rau su hào và súp lơ nhé. Giờ làm đất ở đây xong rồi cả nhà, thì hai mẹ con em sẽ đang làm cái này, làm đất chỗ này để trồng súp lơ. Đây, chỗ này nhá cả nhà nhé, bây giờ sẽ cua cái chỗ này lên để trồng súp lơ. Đây là cái bó su hào mà em hôm nay đã mua cả nhà. Bây giờ thì em đã trộn đất và làm ẩm đất ở đây xong rồi. Trộn phân này, tưới nước để ẩm này. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu trồng.
trồng những cây su hào này nhá. Đây là cây giống rau súp lơ cả nhà. Bây giờ em sẽ bắt đầu trồng rau súp lơ. Cây rau súp lơ này thì mọc cao tốt hơn rau này.
Vừa rồi thì em đã trồng xong su hào và súp lơ rồi cả nhà. Thì bây giờ em sẽ tưới nước cho những cái cây rau của mình.